Hello mọi người, và hiện tại thì ở trên tay mình đây đang có rất là nhiều đồ. Và đây sẽ là hai chiếc áo mà mình vừa mới mua ngày hôm qua. Thì đây đều là những cái món đồ mà mình vừa mua cũng như là mình vừa được tặng trong cái thời gian vừa qua, để chuẩn bị cho một mùa hè sắp tới, một cái mùa hè nó rất là rực rỡ luôn. Về cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn unboxing với cả mọi người thì ở đây mình có hai chiếc áo của Essential Fear of God ở phiên bản 2022. Thì về cái cách đóng gói của cái sản phẩm lần này thì như các bạn có thể thấy ở đây là chúng ta được ở trong một cái túi zipper vẫn như mọi khi thôi, nhưng mà có điều là cái màu của túi zipper này nó sẽ đậm hơn bình thường. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Thì đây đều là một trong những mẫu áo nó phải nói là cũng khá là hot trong cái thời gian vừa qua. Thì cái áo này mình có mặc qua một lần rồi, thì cho nên là mình đã xé mất cái tag của cái sản phẩm ở đây. Đây là mình mặc áo sản phẩm này là size M, thì mình sẽ tạm thời cất cái tag vào đây. Thì trước mặt mọi người đây là một chiếc áo Fear of God với cả Essential collab cùng với cả Passion, cho ra một cái line gọi là line Essential. Về cái đặc điểm mà mình thích ở cái trên chiếc áo này, đó chính là các bạn có thể thấy là ở cái phần cổ áo của nó, ở phần cổ áo của nó ấy, nó được làm dày hơn so với hầu hết tất cả những cái áo t-shirt hiện tại ở trên thị trường. Thì đây được gọi là cổ 3 phân. Cái cổ này ấy, thì thường là sẽ được áp dụng vào những cái áo mà nó ở trong mùa đông hơn, bởi vì là nó sẽ làm ấm cổ của các bạn hơn rất là nhiều. Và mình không biết là ở trên thị trường hiện tại là có những cái áo nào nó cổ áo 3 phân như thế này chưa, nhưng mà đối với mình thì đây là lần đầu tiên mình thấy một chiếc áo t-shirt, một chiếc áo phông mà nó có cái cổ 3 phân như này, cho nên là mình khá là ấn tượng. Đối với những cái cổ 3 phân ấy thì nó sẽ tôn lên được cái phần phòng cổ này của mình lên khá là nhiều. Thế cho nên là mình khá là thích cái phần cổ 3 phân này. Và nếu như mình không nhầm thì 1977 là năm sinh của founder Fear of God. Phần in này thì được in nhung, thế nên là các bạn sờ vào sẽ cảm nhận khá là rõ. Còn đối với những cái bản season trước thì ở trên cái áo này của họ sẽ là in theo kiểu là in dập cao su. Ở mặt sau thì không thể nào thiếu được một cái phần tag cao su kinh điển của Fear of God, mà hầu hết tất cả những cái sản phẩm của họ đều sâu ra ngoài cái tag của nó. Và mình không biết là trên camera thì các bạn có nhìn thấy được cái áo này nó là màu áo đen không, nhưng mà thật ra là ở bên ngoài ấy, nó sẽ là một cái màu mà khi mà các bạn mặc những cái áo màu đen xong, các bạn giặt một vài lần đi và nó bạc ra ấy, thì nó ra cái màu đấy. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình cũng vẫn muốn unboxing với cả mọi người đó chính là một chiếc áo của Fear of God nữa. Thì đây là một cái phối màu gọi là Sea Farm. Thì về cái phối màu này ấy, khi mà được ra mắt thì mình đã vô cùng thích. Ở mặt bên trái của ngực chúng ta sẽ được có một cái in chữ ở đây là Essential và Fear of God, cũng sẽ được dập nhung như là cái áo 1977 kia. Về cái phần cổ của nó thì các bạn có thể thấy là cái phần cổ của nó vẫn được giữ nguyên phần cổ 3 phân. Hầu hết là những cái sản phẩm season mới này của Fox thì họ đều làm cổ 3 phân, thế cho nên là mình khá là khoái. Bây giờ thì mình sẽ mặc thử cái áo này để cho các bạn có thể hình dung được ra là cái phần cổ 3 phân nó sẽ đẹp như nào. Ok, và nhiều bạn thì cứ nghĩ là mặc cái áo này cổ nó sẽ bị bó nên cảm giác nó sẽ rất là nóng, nhưng mà thật ra mình đã từng mặc cái áo màu đen rồi thì mình cảm thấy là nó cũng rất là bình thường, nó cũng như bao những cái áo t-shirt khác thôi. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing với cả mọi người đó chính là hai chiếc áo denim mình mua từ store của MLB mới ngày hôm qua thôi, và để ngày hôm nay mình đi du lịch thì mình đã mua nó ở đây. Ở đây thì sẽ có một cái là ở bày sẵn ở bên ngoài và một cái là được lấy từ trong kho. Nhưng mà các bạn, đây là hai chiếc áo denim của MLB mà mình đã pick up tại store Bà Triệu ngày hôm qua. Đây, trước mặt các bạn đây là hai cái. Thì chắc là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thôi, bởi vì là để có thể là tối ưu được cái thời gian cái video này nhé. Đây là một cái áo denim mà có thể nói là mình thật sự rất là thích cái chất liệu vải của nó ấy. Lúc đầu mình nghĩ là những cái áo denim này thường là mình sẽ mặc nó ở bên ngoài và chỉ khoác bên ngoài thôi, nhưng mà khi mà MLB MLB này ra cái áo này thì ngay lập tức là mình đã phải cóp nó. Thì đây vẫn còn nguyên tác của sản phẩm nhá, mình còn chưa xé ra đâu. Có một cái phối màu là sky blue, cái màu nó không phải là màu xanh đậm mà nó là một cái màu xanh nhạt cùng với cả những cái họa tiết hologram mà phải nói là rất là nổi bật ở trên những cái sản phẩm của MLB. Hầu hết những cái sản phẩm nào của MLB mà được để những cái logo hologram như này thì giá nó đều rất là cao. Thật sự là đến bây giờ ấy, mình cũng không hiểu tại sao cái áo này mình mua lại có cái giá là 4 triệu mốt một cái áo. Ở bên trái nó sẽ có một cái túi ngực
và sẽ được khắc một cái in được một cái logo nổi của chưa New York City ở đây. Thì đây là một cái rất đặc trưng của MLB rồi. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có một cái logo cũng được thêu nổi ở đây. Thật sự là đối với mình ấy, thì cái áo này mình cảm thấy là nó khá là đẹp. Mình vừa có thể mặc trơn và mình cũng vừa có thể mặc khoác nó ở bên ngoài một chiếc áo t-shirt hoặc là một chiếc áo tank top bình thường, và mình có thể đi chơi một cách rất là bình thường luôn. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing với cả mọi người nữa, nhưng mà sorry các bạn, là cái quần này mình vừa mới mặc vào sáng ngày hôm nay, thế cho nên là mình đã vứt mất cái túi của nó đi rồi. Thì đây là một chiếc quần jeans của Manos Claw. Thì đây là một chiếc quần regular jeans. Thì như các bạn cũng đã, nếu như mà đã theo dõi trang chủ của Manos Claw thì các bạn cũng đã biết là Manos Claw có cho ra một cái sản phẩm gọi là regular jeans để đáp ứng cái nhu cầu của mọi người thôi. Thì về đặc điểm của cái quần này, nó là một cái quần ống suông, một cái quần denim ống suông màu đen và có những họa tiết gọi là hơi kiểu paint sơn sơn một chút ở đằng sau cũng như là ở phần gấu của nó. Điều đặc điểm mà mình thấy khá là hay là ở cái phần ống quần này, các bạn có thể để ý là họ có những cái vết distress ở ngay cái phần ống quần luôn, nên là chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn gì đấy nó khá là đẹp ở trên mỗi cái chiếc quần này. Về cái quần này thì 100% là cotton, thế cho nên là các bạn mặc lên ý, thì cái quần, cái form quần nó sẽ khá là đứng. Thì về chi tiết của cái quần này thì mình sẽ để link ở phần mô tả phía dưới, nếu như mà các bạn nào có quan tâm thì có thể là click vào phần mô tả để xem. Và có vẻ như đập hộp những cái sản phẩm quần áo nhiều thì mọi người sẽ chán, nên là mình sẽ chuyển sang một cái món đồ trang sức. Đó chính là một chiếc nhẫn mà mình đã đặt cách đây đâu đó khoảng 3 tháng. Thì ở đây là một chiếc nhẫn mà mình làm với cả 7 chỉ vàng 18K. Mình chưa tìm hiểu thì mình có ý định là sẽ làm khoảng bằng vàng 24K. Nhưng mà thật ra là mình tìm hiểu rồi ấy, thì vàng 24K thì các bạn sẽ không thể nào mà làm được trang sức đeo như này. Vàng 24K thì mọi người sẽ chỉ dùng để nó để giữ trữ như là một cái món đồ, một cái món vật gì đấy thôi. Ở mặt trước của cái nhẫn này thì sẽ có cái logo của mình. Xung quanh cái nhẫn này chúng ta sẽ có được những cái viên là kim tấm. Sorry các bạn là mình không mang cái bút ở hiện tại để có thể thử cho các bạn được, nhưng mà các bạn có thể nhìn xem ở trên clip là mình dí bút đến đâu là nó đỏ chót đến đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo vào tay. Thật sự là đây là một cái nhẫn mà mình làm đâu đó cái giá nó cũng khá là cao, chắc là mình sẽ tiết lộ với cả mọi người sau. Và nếu như mọi người có quan tâm về cái giá mình làm cái nhẫn này, bao gồm từ lên khuôn sáp rồi tiền vàng rồi tiền kim, thì mọi người có thể inbox cho mình để mình có thể sẽ giải đáp cho các bạn về cái nhẫn này. Thật sự là cái nhẫn này mình làm mục đích là để kỷ niệm thôi, chứ mình cũng không đeo quá là nhiều. Khi mà đi ra ngoài nắng thì thật sự là nó bắt sáng rất 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 là kinh khủng luôn. Và để tiếp theo video này thì mình sẽ unboxing cho các bạn một cái áo polo mà mình mới được một người rất là đặc biệt đó, tặng cho mình trong cái đợt sinh nhật vừa rồi. Thì người nào thì chắc chắn là mình nghĩ là các bạn đã biết rồi, nếu như mà các bạn đã xem cái clip mà mình đi Sapa. Thì đây là một chiếc áo của Burberry. Thì lúc đầu là có đặt cho mình size là size L, nhưng mà mình mặc cảm thấy không thoải mái lắm. Từ trước đến giờ mình mặc hầu hết tất cả các áo ấy, mình đều mặc form là hơi rộng ra một chút. Mặc áo size L kia thì nó sẽ fit vào người mình hơn. Và chúng ta sẽ có một cái túi của Burberry ở đây. Mình cũng không biết là cái túi này sẽ làm cái gì. Trước mặt các bạn đây là một chiếc áo polo của Burberry. Mình sẽ tạm thời bóc nó ra. Mình thấy là về cái cách đóng gói của họ ấy, với cả một cái brand high end như này thì khả năng là phải xem xét lại, vì thật sự là đóng gói rất là hàng chợ. Và trước mặt các bạn đây là một chiếc áo polo có cái vải là da cá sấu, mà hầu hết cả những cái áo polo hiện tại đều được làm bằng cái vải da cá sấu này, thì nó rất là thông dụng rồi, mặc thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Về cái điểm đặc biệt ở trên cái áo này là các bạn sẽ thấy ở hai phần đường cổ này chúng ta sẽ có được một cái đường kẻ đỏ, nó sẽ đồng hợp với cả một cái logo Burberry mới mà họ đã thay đổi trong cái thời gian gần đây ở bên ngực trái. Thì ở đây là một cái áo mình mặc là size XL. Cái điều mà mình thích ở trên chiếc áo này ấy, nó không nằm ở cái đường kẻ đỏ ấy đâu, mà nó nằm ở cái chỗ mà khi mà các bạn bỏ cúc ra nhá, đó, các bạn thấy không, thì các bạn sẽ lộ rõ được cái logo của Burberry ở đây. Thật sự là nhìn nó rất 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 là hoàn hảo. Thì ở đây sẽ có một cái tag của Burberry. Mình không biết bên trong này có cái gì. Bên trong này thì chỉ có những cái thông tin của sản phẩm thôi, như kiểu như là những cái thông tin chi tiết về chiếc áo này thôi, chứ không có gì cả.
Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái khuy dự phòng. Thì hầu hết là các bạn khi mà mua những cái hãng high end hay là những cái hãng luxury thì họ đều cho một cái khuy áo dự phòng, bởi vì là khuy áo này được đặt làm riêng. Các bạn để ý là có sẽ có chữ Burberry ở đây. Nếu như mà các bạn nhìn chi tiết thì mình nghĩ là trên camera các bạn sẽ không thể thấy được đâu. Ok, và cuối cùng một cái sản phẩm để kết thúc video, có lẽ là một chiếc áo t-shirt nữa, được đến từ thương hiệu không đâu xa lạ, đó chính là Don't Care. Thì nếu như mà các bạn đã xem cái video mà mình unboxing cái sản phẩm mà cho mùa đông của năm ngoái, của mấy tháng trước ấy, thì các bạn có thấy là mình unboxing một cái Varsity Jacket của Don't Care. Thì cái Varsity Jacket đó một thời là mưa lầm gió. Anh em ở Việt Nam mình, ở mặt trước thì các bạn có thể thấy là một cái hình in DTG của hai con mắt, trông khá là creepy, trông khá là sợ. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái hình màu xanh thôi. Nói chung là mình không biết là cái concept của cái này nó hướng đến người dùng là như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái logo mới hoàn toàn của Don't Care cùng theo một cái tag zip bằng nhựa. Về cái chất liệu vải này thì nó là một cái chất liệu vải là cốt tông co giãn 4 chiều. Về cái form áo của nó thì nó là một cái form áo boxy. Thế cho nên là khi mà các bạn mặc những cái món đồ boxy này và những cái món đồ regular ấy thì nó sẽ được lên form chuẩn nhất ở trên người của các bạn luôn. Có nghĩa là độ dài nó không quá dài này, độ rộng thì nó vừa phải. Thế nên là người bạn sẽ được push lên, được tôn lên khá là nhiều về khi mà các bạn mặc những cái form áo boxy như thế này. Và về chi tiết mà mình unboxing cũng như là phối đồ về những cái sản phẩm ở đây thì các bạn có thể là click vào phần mô tả bên phía dưới ở phần Instagram của mình để có thể là xem thêm về cách mà mình phối đồ nó như thế nào. Và ok, hẹn gặp bạn tất cả các bạn ở clip sau. Hiện tại thì mình đang ở Hạ Long, mình đang ở trên du thuyền này, cho nên là mình cố gắng quay cho mọi người thật nhanh. Nếu như các bạn xem đầu video thì các bạn đã biết là trời nó đã tối hơn rất là nhiều rồi. Thì đây là hẹn gặp lại các bạn ở video sau, và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và nhiều hạnh phúc. Ok.